Theo đó, vào chiều ngày 28 tháng 6, 4 đám cháy rừng lớn đã bùng lên tại khu rừng trồng keo tràm của người dân thuộc phường Thủy Châu, phường Thủy Phương và xã Phú Sơn thuộc thị xã Hương Thủy. Một đám cháy khác ở khu vực rừng thông thuộc phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà cũng bùng lên dữ dội trong chiều cùng ngày. Đám cháy đầu tiên được phát hiện là vào lúc 13 giờ chiều cùng ngày ở khu vực phường Thủy Phương. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy xuống 3 khu vực cháy ở thị xã Hương Thủy và 3 xe chữa cháy về khu vực vụ cháy ở phường Hương Hồ thuộc thị xã Hương Trà. Lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ cũng đã được huy động đến để tiếp ứng cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, thời tiết hanh khô nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Đến 20 giờ tối cùng ngày, lực lượng cứu hỏa đã cơ bản dập tắt được 3 đám cháy, còn một đám cháy ở thị xã Hương Thủy là vẫn chưa thể dập được hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, hơn 100 hectare rừng ở 4 đám cháy trên đã bị thiêu rụi. Riêng tại thị xã Hương Thủy, theo thống kê đã có hơn 80 hectare rừng bị cháy. Còn tại thị xã Hương Trà, hơn 30 hectare rừng thông đã bị thiêu rụi.